Ai, tôi chán quá, tôi thiệt là hối hận khi mà nói mi. Yeah, Trúc đã vaccine xong rồi và có chứng chỉ vaccine luôn. Hey, Trúc đã chích ngừa về rồi. Hiện tại thì Trúc không có hiện tượng gì, Trúc chỉ hơi đau bên cái chỗ mà chích ngừa thôi. Hy vọng là sẽ không bị sốt gì nhiều, tại vì Trúc nghe nhiều người đi vaccine về bị sốt có thứ mấy ngày liền đó, bị hành. Hy vọng là mình không. Bây giờ thì Trúc sẽ đi ngựa, đi nói mi thử mọi người. Trúc đã quyết định rồi, Trúc sẽ thử nói mi. Mấy lần trước Trúc hơi kiểu hơi ngần ngại nói mi tiếp thì tại vì Trúc sợ nó rụng á, tại nghe nói xong nó hay bị rụng mi thật của mình luôn á, nên sợ mà thôi kệ, giờ thử luôn xem nói mi bên đây như thế nào nha. Trúc đã đi về rồi, nãy giờ rồi mọi người. Đây cái mi của Trúc đây, nói chung là không biết mọi người có thấy rõ không, nhìn cũng khá là ok, khá là tự nhiên, nhưng mà Trúc thấy bạn này làm cho Trúc không đều lắm. Mọi người thấy bên đây tự nhiên nó bị sụp xuống cái phần đầu này nè, với Trúc thấy hơi cộm cộm bên đây, Trúc không hiểu sao cộm nhưng mà nhìn vô không thấy gì hết. Cái chị mà làm cho Trúc nói là tại nó dậy á, từ từ nó hết, để coi coi chừng nào nó hết cộm nha. Nhưng mà bên đây thì Trúc thấy khá là ok, chỉ có bên đây duy nhất là tự nhiên nó bị sụp đây mọi người. Trời ơi, bây giờ phải làm sao, nhìn xa thì khó thấy mà nhìn gần tôi thấy là rõ. Nói chung là cũng tạm được, tạm ổn. Trúc nói mi là giá 58 euro đó mọi người ơi, không biết sẽ giữ được bao lâu. Nói chung là Trúc thấy tạm ổn, Trúc chưa có hài lòng lắm rồi, chắc Trúc không có cho mọi người cái địa chỉ làm ở đây. Để thời gian coi sao, tạm mới nói hôm nay không biết có giữ được bao lâu. Trúc vừa nhận được cái máy nấu nước cùng bộ với lại là máy cà phê luôn. Xin không mọi người, cái này là loại nhỏ nha, Trúc mới biết có loại nhỏ luôn á. Tại bình thường là nó bự hơn, nó hơn một lít lần, cái này thì chỉ có 800ml thôi. Mà Trúc thấy cái nhỏ này nhìn dễ thương quá, vừa rẻ hơn mà vừa dễ thương. Hôm nay nhìn Trúc rất là mệt mỏi, rất là tàn. Tại vì hôm nay Trúc bị sốt mọi người, cái tay đau kinh khủng luôn, không phải chích ngừa. Tưởng hôm qua thì không có gì, chỉ là nhức tay thôi. Sáng nay Trúc dậy Trúc sốt quá trời, sốt mà hay nóng mà mệt dã man. Phải uống thuốc, uống paracetamol á. Uống thuốc vô thì nó đỡ, còn hết thuốc á thì nó lại mệt, giống y như bị bệnh Covid hình. Cái lông mi của Trúc mọi người, hôm nay nó vẫn còn đau lắm luôn. Chỗ Trúc thấy bên đây nó bị một cục keo dính, đau mắt Trúc dễ sợ luôn á. Mọi người nói mi có bị đau vậy không? Đau vậy là không có được bình thường đúng không? Chán quá, kinh nghiệm lần đầu tiên nói mi thì là chán. Mắc cười, anh Hải nói, ủa em làm gì với cái mắt của em phải không? Trời ơi, lần đầu tiên mà ổng để ý, ổng thấy Trúc có cái gì thay đổi trên người, cũng như là trên mặt Trúc á. Bình thường như mình mới cắt tóc, ổng cũng chả biết, chả nhận ra luôn. Em nói, em mới nói mi. Xong ổng cứ nhìn vào, ổng nói, không, em làm cái này không đẹp, bình thường em tự nhiên em đẹp hơn. Trời ơi, lần đầu tiên Trúc thấy ổng nhận ra cái gì đó mới mà còn nhận xét là đẹp hay không á. Nè, mọi người có nhớ cái mi không? Cami ơi, Cami đẹp quá Cami ơi. Đây chị Thương, đây Thương nè. Cami mặt dơ quá à, rửa mặt đi Cami. Mọi người nghe cái tiếng bước chân của Lilo á, không hiểu sao con này nó đi dưới sàn gỗ là nghe cạch 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 vậy á. Hello, Trúc vừa mới làm móng mới. Dạo này bị ghiền mấy cái kiểu này. Kiểu quằn quện. Mọi người ơi, sao mà tối thế này. Quay vào bên đây nhé, cho nó sáng một tí. Mọi người có thấy con mắt Trúc nó bị đỏ không? Này. Ai, tôi chán quá, tôi thiệt là hối hận khi mà nói mi. Mọi người xem đây. Ôi trời ơi, con mắt Trúc nó ra được giải thoát. Trúc dùng dầu ô liu với mọi người, xong mà lấy cái bông rồi chậm vào mắt rồi kéo kéo từ từ, trụ nó đau kinh khủng thì mọi người thấy không? Mấy cái mi nè, nè cái keo nó một cục vậy luôn á, làm sao mà đều đẹp được mà nó đau lắm luôn á, mấy cái keo này dính vô mắt. Đây,
Con mắt Trúc nó đã được giải thoát. Trời ơi, tôi gỡ trong đau đớn. Tại vì cái keo, nói chung là cái keo đó nó dính tới đâu là nó đau tới đó mọi người. Giật giật ra đau muốn chết luôn. Nhưng mà gỡ bằng cái dầu ô liu thì nó cũng đỡ. Gỡ cũng nhanh, cũng không tới nổi. Má ơi, tôi tởn rồi, chắc lần sau tôi không bao giờ dám nấu mì nữa. Không. Có gì chắc gắn mì giả, không dám nấu mì nữa mọi người. Đau quá đi. Hello Lilo. Hello. Hello Cammy. Ui, hôm nay tôi có series ăn này. Trái to đùng mọi người thấy không? Cho nó bự thiệt chứ. Trúc thích ăn mấy cái trái mà nó đen vậy nè mọi người. Nó ngọt, nó hơi mềm nhưng mà nó ngọt. Ôi Nam ơi, nhớ địa chỉ với nhá. Nó gần Opera chứ không phải nó ở bên kia đâu nha. No. Đừng có lộn đi. Ôi, anh gửi địa chỉ cho bây em giờ... rồi nha. Trời ơi, anh Hải ồn quá. Coi lại đi, anh gửi trên WhatsApp á. Hôm nay là weekend, bây giờ tụi Trúc đi ăn đây. Hôm nay thì mình ăn burger. Burger mà chỉ có hai ô mấy thôi mọi người. Cái chỗ này nổi tiếng lâu rồi, anh Hải muốn đi thử ăn thử lâu rồi mà lại Trúc không thích burger nên là Trúc không có hào hứng lắm. Hôm nay chịu ảnh nên đi. Nè mọi người thấy không, burger ở đây chỉ có 2 đồng mấy thôi mọi người. Mà chỗ cũng rộng rãi đẹp đẽ nha. Trúc order rồi. Trúc order 2 cái burger cho Trúc với Hải. Có thêm súp lemon bacon với lại là pate chiên nữa, french fry. Mà tổng cộng lại có 13 ơ thôi. 13 ơ cho hai đứa. Nước nữa. Ừ, có nước nữa. Quá rẻ ha. Mà để coi ăn cho nó ok. Của Nam là để cái tay vô thấy cái burger cũng bự ha, cũng đâu có nhỏ đâu. Hôm nay Nam là kêu cái burger của Nam là sốt maison. Ờ em cũng vậy. Đó, thôi coi đây cho sáng nè. Trúc kêu giống anh Nam luôn á. Cái này là fighter chicken thôi á. Ăn thử không? Ngon quá. Tao đúng không? Cái máy mình chịu thì ngon. Nhanh tiếp theo mấy bạn nha. Ngon quá. Ngon. Bánh bánh cũng ngon. Cái bánh rất là ngon. Bánh này là bánh tự làm thôi mà đúng không? Chứ tự làm. Thịt ngon, là hết thịt ngon. Cái đường rẻ mà đường ngon. Cái thịt này ngon. Vừa ngon rồi rẻ, quá trời rẻ luôn. Tụi Trúc đi uống trà sữa đây, hôm nay Trúc sẽ thử tiệm này là tên là Laser. Ta ta, đây là trà sữa hoa hồng. Uống cũng được kém mọi người. Còn anh Nam thì anh này không biết trà sữa hoa gì luôn. What's mount? Một loại hoa nhưng mà không biết hoa gì, nhưng mà cái mùi nó không được ngon lắm. Nhưng mà Trúc order trà sữa hoa hồng khá là ngon. Cái mùi hoa hồng nó không có bị quá là chemic, quá học. Mà thơm mùi trà này ngoài nha. Hello mọi người. Ủa sao trời tối dữ. Tụi mình đang làm thử món chè bơ. Chè bơ là trái bơ nha mọi người. Mục đích của Trúc là muốn ăn hết mấy trái bơ trong tủ lạnh. Xong Trúc có 4 trái bơ trong tủ lạnh mà hư hết 3 trái. Còn 1 trái xài được. Thế là phải chạy đi mua thêm. Rồi mua thêm bột, thêm này, thêm kia. Cái thành ra là tự nhiên mình cố ý mình làm thành một món chè mới tươi đàng hoàng. Chứ không phải là để dọn tủ lạnh luôn. Cái này Trúc thấy ở trên Foodie mọi người. Nên làm thử coi sao. Tánh ta donut. Tụi Trúc nắng thành từng cục như thế này. Và bây giờ mình sẽ luộc với nước soi. Luộc lên. Và để vào nước cốt dừa. Cái này là có nước dừa. Rồi nước cốt dừa. Nếu mà mọi người có lá dứa thì bỏ lá dứa vô cho thơm nha. Trúc có lá dứa thì Trúc bỏ vani. Xong rồi.
mời cho bạn thử. Trời ơi, hồi nãy nó thử một miếng, nó thấy nó bở rệt rồi mọi người. Mà nhớ lúc bỏ bơ nhiều quá, nhưng mà hình như cái này nó, cái texture của nó cũng không có dai. Lúc tưởng là nó sẽ dai dai giống như chè khoai. Mà nhớ là hồi nãy làm bánh thì cái tỷ lệ bột á, nó họ ghi là 350g bột nếp, mà có 100g bột nên thôi, thì làm sao nó dai đúng không? Mà quay mà gót với anh em. Hồi nãy ăn trước. Ok. Cho anh em ăn thử. Em ăn, hồi nãy mình ăn vụn rồi. Not bad. Rồi vậy là hết, vậy là không ngon. Nói thiệt. Mọi người, hôm nay đã qua ngày khác rồi nha. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? 29 tháng 7. Tối nay Trúc làm thử món này lần đầu tiên. Trúc làm, không biết nó ngon không. Mà thấy dễ làm lắm mọi người. Trúc mua cái bột người ta làm sẵn siêu thị á. Xong rồi mình xào cái gì, hành tây, với lại là một tí mật ong, tí muối, tí tiêu với dầu liu. Xào lên, xong để vô, rồi để cà chua nè, cà chua bi, rồi ở trên là phô mai feta. Rồi mình nướng, vậy thôi. Cái này gọi là tạt tomat, là bánh tạt cà chua. Tan tan, nướng xong rồi thơm khủng khiếp mọi người. Thơm hành tây á. Đó, Trúc sẽ ăn cái này với lại là salad. Trúc vừa mới trộn xong. Trúc phải ăn thử thấy cũng khá là ngon. Mà cái phô mai này nó hơi mùi á. Bạn nào mà thích phô mai thì ăn mới thấy ngon nha. Còn bình thường á thì mọi người có thể để phô mai mozzarella để dễ ăn hơn. Hôm nay Trúc cùng team Anguyen đi ăn lẩu. À bố tưởng đi ăn burger mà. Trời ơi, Trúc thèm ăn tiếng lẩu. Tiếng Trúc xăm đi. Một, hai, ba. No, không có điểm là bây giờ ai đi ăn lẩu thì đi, còn không ở nhà. Nghe không? Mình fast time với nhau. Trời, Trúc thèm ăn lẩu từ đầu tuần tới giờ, mà Trúc rủ từ hồi thứ ba cho tới giờ không ai đi hết. Ông này đi bút xu đồ. Hả? Bà biết là sẽ đi dập sao? Ê, chỗ lẩu. Ê, Trúc không hiểu tại sao cái camera Trúc nó dẫn tới. Đây tụi mình kêu nước dùng. Ở đây thì mọi người mà tới đây ăn nên kêu sukhut là ngon nhất. Nước dùng sukhut cay, chua cay rất là ngon. Cái đó là ngon nhất, là đừng có thử mấy cái khác, thiệt tình luôn. Anh Hải thì không cay được nên anh Hải kêu sốt cà chua. Sốt cà chua thì cũng ngon. Để trộn qua trộn lại thì nó đỡ cay. Tối nay Trúc nấu bún bò Huế nhẹ. Thì ngày mai Trúc rủ mấy bạn Trúc quậy, mấy anh chị. Hồi nãy trời ơi mọi người ơi, hồi nãy Trúc về, Trúc đi chợ xong Trúc bị tào tháo rượt. Trời ơi, ăn mấy cái đồ cay á, trưa nay ăn lẩu nè, xong rồi chạy về buông vỏ đi chợ, chạy vô toilet liền luôn, không kịp cởi đôi giày luôn. Có giống Trúc không, đó là mỗi lần mà Trúc mà đi chợ là Trúc bị đau bụng. Đau bụng mà kiểu run người hết, là mà không thể chịu nổi luôn á. Mà Trúc hay một cái là thường đi nặng Trúc nhịn hay đó. Chỉ có đi tiểu là khó nhịn được thôi, nhưng mà đi nặng nhịn hay lắm. Nhưng mà chỗ nó đau mà muốn đột quỵ. Hey, hôm nay là tiệc bún bò Huế. Bún bò Huế gì? Ủa Huế hả Huế? Bún bò Huế hả? Đi dậy giường cho. Người Nam thì nói Huế cho bà nội. Đây là bình cóc tên của mình. Chạy đi mua mang hỏi. Đây là gỏi mực. Cheers. Rồi, đúng rồi. Hello mọi người. Hôm nay là ngày khác rồi. Hôm qua Trúc đãi mấy anh chị bạn Trúc ăn bún bò Huế. Mà ăn hết luôn rồi. Nên là hôm nay anh Hải vẫn còn thèm á, Trúc lại nấu lại thêm một nồi khác nữa. Trời ơi, bún bò của mấy chồng Trúc quá ngon. Mọi người hay hỏi Trúc công thức làm á, nhưng mà thật ra là cái Trúc có cái sauce mà má chồng Trúc làm sẵn á, rồi má Trúc cho Trúc là Trúc nấu xương, là Trúc bỏ cái sauce đó vô thôi. Đó cho nên là Trúc không biết nấu bún bò đâu mọi người. Và cái sauce của má Trúc nó rất là thần thánh luôn, nó ngon ơi là ngon luôn. Trời ơi, ghiền lắm luôn. Tất cả bạn bè của Trúc ai cũng thích hết. Nên mọi người có ai đi Grenoble thì hãy nhớ tới nhà hàng Au Dragon d'Or, hay là Chez Thuy, hay còn gọi là Chez Thuy, để ăn thử bún bò của mấy chồng Trúc nha. Ngon lắm. Tô bún bò chất lượng. Trúc mới được mấy chị chỉ ăn bún bò Huế bỏ bỏ gì ta? Bỏ rau răm vô thì rất là ngon mọi người. Đó giờ Trúc không biết.
Trúc toàn ăn với lại là rau quế hay là tí tô, mấy cái lá thơm khác hả? Trúc mới biết là phải bỏ rau răm á. Đầy sói thần thánh của má Trúc. Siêu ngon, siêu thơm. Rất là ngon luôn. Hello mọi người. Trời ơi, nhìn Trúc có giống gái con sợ không? Hôm nay Trúc có hẹn đi ăn với lại là chị Hạnh, chị Thủy. Ăn trưa. Đi ra ăn tí xíu rồi về thôi, mà cũng ráng ngựa tí. Nhìn mình giống gái công sở quá. Merci. Hôm nay tụi mình ăn udon. Đó. Hôm nay mình đi với hai gái công sở. Mà nhìn đó. Nhìn hai mẹ này giống như đi bụi đời. Còn chú thì giống như đi làm gì. Mà sự thật thì ngược lại. Ăn uống xong xuôi rồi, hồi nãy Trúc vừa mới uống Kiyami xong. Đi qua Di Fan mua trà sữa đi cho anh Hải. Bây giờ thì Trúc sẽ đi tới một cái trung tâm mua sắm mới mở cách đây một tháng của tập đoàn LVMH, là tập đoàn của Louis Vuitton với rất nhiều hiệu mọi người. Tập đoàn lớn, trời mệt quá. Vô đây hứa trang vô đi, mệt quá. Mở hơn một tháng nay rồi mà Trúc chưa đi bao giờ. Hình như ở đây nè hả? Đúng rồi, nó đây. Samaritan. Hôm nay trời hơi xấu nên là thấy hơi tối. Hay là máy, hay là tại cái máy chút ta. Đó. Bây giờ Trúc vô mọi người bị Trúc đạn gì không? Kiếm toilet Trúc đi tiểu. Tiểu quá. Mỗi lần uống trà sữa hả? Trời ơi, ý mà nãy trước khi đi là tôi đã đi toilet một lần rồi nha. Mà bây giờ hả lại mắc nữa. Đây là lần đầu tiên Trúc vô đây luôn. Bây giờ Trúc đi kiếm toilet trước nha mọi người. Wow, nhìn này. Ở đây thì chỉ bán những cái đồ hiệu ở trong group đó thôi thì phải. Trong cái tập đoàn đó. Khá là đẹp. Phần này là phần miễn phẩm, dịch vụ các thứ. Xinh ghê. Phần nhìn nó sang đó mọi người. Mà giờ nó còn tắm, không có khách du lịch nhiều. Ố, có macaron. Phải tập trung. Tập trung. Tập trung tìm toilet. Trúc đi vòng vòng nãy giờ để Trúc tìm một đôi sandal màu đen mọi người. Nhưng mà không có. Và Trúc tìm được cái đôi này, Trúc thích quá. Nên đến Trúc mua luôn. Đôi này đây. Hai màu này, bình thường màu này thì chắc sẽ dễ mặc đồ hơn. Nhưng mà Trúc thấy màu này đẹp, đẹp hơn. Nhìn nó cũng lạ lạ. Xong. Má ơi, tôi đâu có định vô đây mua cái gì đâu. Tôi chỉ định đi toilet không nè. Xong rồi. Thôi đi về uống cà phê dậy. Về nhà uống cà phê. Ê ê ê. Kêu kêu ra mừng tí thôi xong rồi xách bích đi luôn hả anh? Vô nhà lại nhanh lên. Đây. Đôi giày Trúc mua hôm nay nè mọi người. Né, xinh không? Nhìn cái chân nó gọn á. Chân Trúc thì rất là to nha. Trúc mang giày size 39 lận. Ăn xế tí mọi người. Nhìn cái máy Trúc nó có thấm dữ không? Trúc ăn chè khoai. Kể mọi người nghe hồi nãy mới cười. Mục đích Trúc vô Samaritan là để đi toilet mà. Mà mới cười vô thấy hả nhân viên trong đó nó còn đông hơn là khách hàng nữa. Tôi chỉ muốn đi toilet thôi mà tôi phải chà, phải nói bonjour hết cả chục lần. Nhục quá là nhục. Lúc mà đi xuống dưới Trúc tìm toilet á, đi ngang cái quầy nào cũng bonjour, bonjour madame, bonjour. Xong rồi ra còn tốn tiền mua đồ nữa. Mua đôi giày, mà cái đôi giày hồi nãy là có giảm giá mọi người, giảm 50%, Trúc mới mua 200 mấy, giảm còn 100 đó. Một buổi đi toilet của tôi thì là tốn tiền. Hello mọi người. Trưa nay Trúc lại đi ăn với mấy chị. Xong lát nữa thì
Chút với chị Nhung sẽ đi ăn thử một cái chỗ mà chị Nhung nói là bán tiramisu siêu ngon, một cái hiệu của Ý mà bên Ý rất là nổi tiếng, nhưng mà bên đây mới có ở tại Pháp, ở Paris này, nhưng mà chưa ai biết tới nó. Nhưng mà nó rất là nổi tiếng ở bên Ý. Tại bên Pháp thì người ta chưa có biết tới nhiều, nên là tranh thủ đi ăn trước khi người ta biết. Paris đây. Sông Sen. Còn đây là Trung. Nắng quá. Hôm nay đầu bẩn nha mọi người. Hơi bẩn thôi, không quá bẩn. Lúc bây giờ dạo này bị rụng tóc hơi bị nhiều nên rất ngại gọi đầu lắm luôn. Nói chung là khi nào tóc thiệt là dơ đúng mới gặp. Ăn ở đây. Le Paradis du Fri. Trời, cái này hả chị ăn rồi nó mặn kinh lắm em. Cái này là cái nhiều cái này là cái này là cái healthy cho nên không ăn không có bất cả mọi sốt mà anh muốn đâu nè. Có mày vô không? Cái tiệm tiramisu mà Nhung nói là nó ngay chỗ Samaritan hôm bữa Rút đi. Mà Rút không biết luôn mọi người. Đây, tên là Cova. Thôi để nghe Nhung giới thiệu cái tiramisu này là sao đi Nhung. Đây là tiệm bánh truyền thống của Ý. Nó năm 1800 mấy đó. Đó, hình như 1817. Độ ngon của nó thế nào? Nó hả? Nó là ở bên Milan nha. Xong rồi bây giờ vô cái đường Monte Napoleon á, là cái đường đó toàn là đồ hiệu thôi. Ở Milan. Cái xong rồi Dung mới vô Dung ăn. Thì Dung thấy cái tiramisu ngon nhất mà từ trước đến giờ Dung ăn tất cả các nhà hàng trên thế giới. Đó, các bạn hãy nghe thợ bánh nó nha. Cái xong rồi Dung mới bắt đầu vô này, thấy không đẹp không? Nhưng mà thật ra nó nổi tiếng là mấy cái bên không này. Đây là bánh truyền thống của Ý ăn mà mùi lễ Giáng sinh á. Thì đó rất nổi tiếng. Cái nó nổi tiếng đến nỗi là đến sau này tập đoàn LVMH mua lại sau phát triển ở những cái thành phố nữa. Như hiện tại Paris nó bắt đầu mở đó, chứ hồi xưa chỉ ở Milan thôi, muốn ăn thì đến Milan. Đó, nó mở đối diện cái trung tâm thương mại của nó luôn. Của LVMH. Ở Milan ngày hôm cả ngày người chờ ăn. Ăn tiramisu thì ở đây là tiramisu mà ngon nhất hồi xưa giờ chị thấy. Nó có pancake, cái này nó có sốt. Đó là tiramisu là truyền thống nha. Đây là ở đây món nào cũng truyền thống nha. Tiramisu 12 ơi. Ở trong rất là sang chảnh nha mọi người. Đây là toilet. Đây là bánh ở bên trong. Truyền ngon á. Đây là bên trong nè. Đây. Hấp dẫn cho mọi người. Cái bánh còn giống cà phê em thấy. Cà phê của Ý nó ngon. Em phải ăn cùng với bánh nữa. Ngon quá à. Ngon. Mắt sạc luôn. Ngon lắm không? Cái nước uống nè, cái này cà phê nó cũng ngon ghê luôn á. Mà muốn xong ba học phần đó đâu. Tại vì nó mát nhẹ. Tại vì Pháp mình là không quen, nhưng mà đồ của Ý thì thường là với xong bằng. Cái gương của nó làm ra với xong bằng. Ngon quá à. Rút mua cà phê của nó về uống, hồi nãy uống espresso thấy ngon quá. Nhưng mà hơi tiếc là ở đây họ không có bán hạt cà phê mọi người, mà chỉ bán cà phê xay rồi thôi. Mà may là cái máy nhà Trúc thì xay rồi, mình bỏ cho mình pha cũng được. Nhưng mà nếu mà có hạt á, mình khi nào mình uống, mình xay ra uống thì nó ngon hơn, nó thơm hơn. Hôm nay lại là weekend, bây giờ tụi Trúc đi chợ để chuẩn bị đồ. Ngày mai Trúc lại mời mọi người tới nhà Trúc ăn. Ngày mai là hội khác, hội cờ bạc. Ôi khoan mọi người, hôm qua Trúc mới mua cái áo khoác này đẹp không? Mua để đi chơi. Tại vì bây giờ nè, mình nhìn trời. Thôi ở đây không thấy rõ. Tự nhiên giờ trời nó lạnh lạnh mọi người, nó không có nóng nữa. Mùa hè năm nay Trúc không hiểu tại sao luôn. Xin hem. Hôm nay mình rất là teenager. Trúc mới đi chợ về. Hồi nãy đi á, thì thấy mưa quá trời. Bây giờ nắng được rồi, lên được một tí rồi, buồn quá. Bây giờ Trúc về, xong rồi Trúc ăn trưa. Lát nữa Trúc lại
tiếp với đồng bọn. Lâu quá. Ủa, thấy bà đừng nói với tôi là có thêm con cá nữa nha. Đúng hả? Đó là có con cá đúng. Lâu rồi tôi mang thịt mà Trúc. Nó. Hay để giờ tôi tới bến. Dạ, mang má ơi. Trong tuần anh trai thì hôm nay Thủy bao. Oh yeah, Thủy bao. Oh yeah, oh yeah, yeah, nạp cho Thủy bao. Ủa gì vậy? Bạn nói gì vậy? Cảm ơn Thủy. Trúc đây. Trời ơi, tất cả cái này không phải là vì tôi nhí nhảnh mà là cái đầu Trúc nó quá gớm mọi người. Trúc không hiểu sao giờ này Trúc bị rụng tóc nhiều kinh khủng luôn á. Rụng ở đây nó hói, nó tóc nó thưa giống như là mới xanh xong vậy đó. Nói chung là nó mới gạo đầu nó phồng lên còn đỡ, chứ một ngày hôm sau nó bết bết lại là nhìn thấy rõ lắm, ghê lắm. Cái đầu đó đi. Bây giờ Trúc chuẩn bị hành lý. Ngày mai thì Trúc sẽ đi nghỉ hè. Ngày này thì Trúc sẽ đi với chị Thủy với lại là anh Nam nữa, Trúc Hải Thủy Nam. Tụi Trúc sẽ đi những cái thành phố ở vùng Bretagne với lại là Normandy của Pháp. Đi 4 ngày, các bọn đi xe. Đó, thì sau khi đi cái chuyến này, đi 4 đêm chứ 4 đêm 5 ngày. Đi cái chuyến này về xong rồi nghỉ một tuần thì Trúc với anh Hải lại đi tiếp. Sau đó từ Venice tụi Trúc sẽ bay qua đảo Mayotte, là một hòn đảo của Tây Ban Nha. Ở Việt Nam thì mọi người đang trong dịch rất là căng thẳng. Tự nhiên blog đi chơi thì cũng thấy có lỗi, nhưng mà mọi người hãy nghĩ tới năm ngoái khi mà bên Pháp cũng bị lockdown cả nước. Tôi nhìn story của các bạn ở Việt Nam đi chơi các thứ tôi cũng bồn chồn lắm. Nên là thôi, Việt Nam cố lên nha. Rồi sẽ qua. Mấy cái thành phố ở vùng Bretagne với lại là Normandy của Pháp á mọi người, thì nó cũng có biển nhưng mà biển nó lạnh lắm, không có tắm được. Với lại trời nó lúc nào cũng âm mưu mưu lạnh lạnh á. Nó không có, nó không phải là những cái thành phố để mà đi nghỉ dưỡng. Chỉ là để, cũng có thể là nghỉ dưỡng đó, nhưng mà kiểu kiểu zen zen này, đi tham quan các thứ thôi, chứ không có tắm biển này nọ được. Nghe đồn là ở đó có hải sản đồ rẻ và ngon lắm. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà Trúc đi tới đó.